2 hours later. Ngồi đâu vậy? Ngồi đâu vậy? Có cái sủi cảo nhân thịt thì sủi cảo này ăn nó nóng thì ngon, mỗi tội là nó sẽ hơi bị kiểu cái vỏ nó hơi dày ấy. Đồ Nga lại có sủi cảo à? Nghe dị nhỉ? Có bạn ạ. Nó chính là há cảo. Nó ở trong mùi nhiêu đất nóng. Về nhà mang hết sạch của nhà hàng đi. Ôi thế. Bây giờ có đúng một suất tổng hợp cho bạn của người Hàn Quốc lần kia. Còn thịt heo thôi. Thịt heo á? Heo ngon mà. Nhưng gà không nên ăn, gà thì bở lắm. Ừ, gà muối cũng không thế. Thịt heo ngon. Nhưng mà tại vì đang muốn ăn kiều. Đấy, thì không còn tí nào đấy. Thế thôi rồi, ok, cho em thịt heo cũng được. Đẹp thật. Em biết cái này để làm gì không? Đập đầu em. Đây, hai bạn đúng câu hỏi rồi. Later that same evening. A few moments later. Much, much, much later. Cô đang trang trí Giáng sinh như này. Trang trí Giáng sinh chứng tỏ là có mở chứ không phải không mở đúng không? Thế nhưng không hiểu sao hôm nay lại tối đen xì xì thế này. Sao Trang im đâu rồi? Đi đánh pizza rồi à? Later. Ai đấy? Ai bật cười ấy? Ai đấy? Ai bật cười đấy? Thủ luôn mà. Không được tắm. Không được tắm thế là vừa hôi vừa bệnh. Thôi. Con không hề hôi đâu ạ. Con không hề hôi đâu ạ. Nhưng con hơi mít vì con không được tắm thì con bị ốm đấy. Trời lạnh nên con bị ốm, con bị ốm nên con mới không được tắm thôi. Con không hôi đâu ạ. À.
Đây à? Đây đây. Yêu. Lăn lộn, không lăn lộn. Không lăn lộn chết. Nháo im. Địch quá. Trời nghịch. Nó nghịch. Nó không cho tôi mặc quần áo cho nó, nghịch. Xin chào cô Trang ơi. Đúng chưa? Xin chưa? Xin chưa? Không nhắn xin chưa? Xấu tính kìa, xấu tính kìa. Xấu chưa? Xấu chưa? Ôi, đã ném rồi mà chạy. Đâu rồi? Mặc áo trắng xinh xinh thế không thích à? Lô. Cho tôi xem clip gấp giấy này, xong bắt tôi gấp. Vâng. Tốc độ rất là thấp. Hình ảnh rất là rõ ràng. Và bắt tôi gấp. Và tôi vẫn gấp được. Nhưng mà tôi vẫn gấp được. Không. Bỏ cái tay ra để tao xoay. Không hiểu sao tôi vẫn gấp được. Đúng là một điều bí ẩn. Bạn tôi gấp đến đây. Nào bạn tôi gấp được cho tôi cái đèn accordion, xong rồi tôi bắt tôi gấp tiếp. Cái đoạn khó nhất. Cái đoạn khó nhất thì bạn tôi dí cho tôi. Hả? Mày nói ai đấy sẽ lên vlog. Đôi bạn thân sẽ cùng một giấy quà.